Chào tất cả, mình là Túy với công ty The Ops Simply Homes. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn một ngôi nhà mà người khách của mình mới mua xong. Một ngôi nhà rất là đẹp và trong một cái khu có 6-7 căn nhà thôi ở Lilburn ở đây. Mà nhà này được là có 9.000 square feet, 6 phòng ngủ, 5.5 bathroom. Thì nhà rất là rộng và nhà có basement, có hai cái kitchen luôn. Thì mình nghĩ các bạn sẽ rất là thích cái kiểu nhà này. Thì mình trước hết là mình muốn cảm ơn và chúc mừng người khách của gia đình của người khách mua được ngôi nhà này rất là đẹp. Và họ cũng đã cho phép làm một cái video cho showcase cái kiểu nhà này cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ mình vô trong mình check cái nhà đây, mời các bạn vô. Rồi mời các bạn vào. Các bạn thấy không, ông bà ngày xưa có câu nhà to cửa rộng. Thì các bạn vừa bước vô thấy double door, cửa rất là rộng và rất là thoáng. Mà nhìn lên nè, trần nhà rất là cao và cái cách nó xây rất là đẹp. Nhất là khi mình bước vô nhà đó, feeling nó rất là quan trọng. Mà nhà vô nó rất là welcoming, mà nó rất là mát, mà nó rất là thoáng nữa. Bởi mình nghĩ các bạn sẽ thích. Mình đứng hướng bên này, mình coi bên phải mình có cái phòng ăn, cái dining room rất là rộng. Mà cái nhà này chi tiết những cái crown molding nó làm rất là đẹp. Mà các bạn phải coi trong cái video các bạn thấy được. Thì đây là cái foyer thôi, nhưng mà nhà này mình nói là 9.000 square feet lận. Thì bây giờ mình sẽ coi cái main level là cái phòng là lầu dưới trước. Sau đó mình lên trên lầu, nên xuống mình xuống dưới basement cho các bạn xem nữa nha. Rồi bây giờ mình vô trong phòng khách mình coi. Mời các bạn. Các bạn thấy không, nhà này đặc biệt á, là mình có hai phòng khách. Master nằm ở dưới. Nè các bạn thấy mình bước vô nhà từ cái foyer bước vô là phòng khách đầu tiên đây. Trần nhà rất là cao, cửa sổ rất là nhiều nữa, mà nhà nó nhìn nó rất là sáng. Các bạn biết mà, khi mà mình coi nhà mình rất là thích nhà mà có ánh nắng mặt trời. Mà nhà giống vậy, ánh nắng mặt trời rất là nhiều, cửa sổ cao. Mà đứng chơi cái phòng khách đầu tiên á, mình thấy những cái lan can đằng trước á rất là đẹp. Khi mình lên lầu mà dòm xuống, mấy các bạn thấy là cái kiểu nhà đây nó design rất là đẹp. Đây chỉ là một phòng khách đầu tiên thôi nha, mình sẽ qua hướng bên kia một cái phòng khách thứ hai. Rồi mời các bạn qua bên kia. Từ phòng khách đó các bạn bước qua đây là mình thấy nguyên cái bếp. Mà thấy cái kitchen nó làm rất là đẹp, mà granite countertop này, white cabinets, cái molding nó làm rất là đẹp. Mà cái island này, cái island rất là đẹp, mà nó làm để mình nấu ăn ở giữa đây. Gourmet kitchen, các bạn nên nhớ đây chỉ là cái kitchen đầu tiên thôi nha, mình còn cái kitchen ở dưới basement nữa. Nhưng mà cái bếp này nó rất là đẹp, mà nó feature nguyên cái centerpiece của nguyên cái nhà này. Bên này có cái dining room bên kia, rồi phòng khách bên kia nữa. Nhưng mà cái bếp này nó build rất là đẹp, mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Bây giờ mình qua bên cái phòng khách cho các bạn coi cái phòng khách để nó nối qua bên này luôn nha. Đi, mình qua bên kia. Các bạn thấy không, đây là cái phòng khách thứ hai. Nhìn rất là thoáng, ceiling rất là cao, có fireplace, cái molding rất là đẹp. Mà mình đứng ngay đây mình thấy nguyên cái bếp của mình, thì mình rất là thích. Mà những cái lan can nó làm trên lầu 2 hay là xuống dưới basement nó rất là open, mình nghĩ các bạn sẽ thích. Mà nhìn cái cửa sổ này, cửa sổ rất là cao, rất là sáng nữa. So cái phòng này là trong những cái phòng mình rất là thích trong cái nhà này. Tại vì nó feature nguyên cái bếp của mình, là lên lầu 2, lầu dưới nó đều rất là đẹp. Nên nhớ, nhà này 9.000 square feet mà được hai cái family room mà hai tầng giống vậy nó rất là cao. Bây giờ mình sẽ check out cái master bedroom nha. Xong mình lên lầu 2 mình coi những cái bedroom khác, xong mình xuống dưới basement. Ok, let's go over there and check out the master bedroom. Welcome to your beautiful master. Đây là cái phòng master nằm ở dưới. Nhưng mà các bạn nên nhớ nhà này mình còn 3 phòng trên lầu nữa, rồi 2 phòng ở dưới basement nữa. Đây là một cái master mà cái master mình rất là thích là sao? Là nằm ở dưới là thứ nhất, thứ hai nữa những cái molding nó làm rất là hay. Và mình có cái cửa, mình có ra cái lan can riêng bên này. Các bạn qua bên coi nè. Các bạn thấy không, từ cái master mình bước ra đây mình có nguyên một cái screen in porch này, nhìn nó rất là đẹp. Mà nó đã screen in sẵn cho mình rồi, mình bỏ sofa ngồi đây ngồi thấy nguyên cái backyard của mình mà hóng mát, nó rất là đẹp. Mà đây nó connect vô cái master này là cái private space cho người chủ nhân thôi. Nhưng mà vẫn có cái deck bên này vẫn open, thì nó rất là đẹp. Nhưng bây giờ thôi mình vô trong lại mình coi trong cái master bathroom trước nha, xong mình lên lầu. Đây, mời các bạn. Đây là cái master bathroom, các bạn thấy không, cách nó build nó rất là đẹp. Mình có cái hot tub jacuzzi back here. Bên này có cái shower mà cách design rất là sáng, mà rất là đẹp cho cái master, nó complement nguyên cái phòng bathroom ở dưới, cái master bedroom dưới này. Mình có his and her closet nữa, thì bathroom rất là đẹp. Thôi bây giờ mình đủ rồi, mình lên lầu mình coi mấy cái phòng kia, với lại mình xuống dưới basement nha. Rồi, mời các bạn. Khi các bạn bước lên lầu 2 á, thì các bạn thấy đây, thì nhà này có hai cầu thang. Thì cầu thang trước cửa đây nó rất là đẹp, nó kiểu nó curve như vậy, mà rất là đẹp, mà tất là hardwood floor hết. Bước lên đây á, những cái catwalk nó cũng rộng nè. Mà các bạn qua cái loft bên coi nè. Đây là cái mình rất là thích cho cái nhà này. Thì khi bước lên lầu 2, nó rất là thoáng trên này. Mình đứng ngay đây mình thấy nguyên cái phòng khách bên này cũng được, phòng khách bên này cũng được nữa. Và đặc biệt á là cái office, mình thích là office giống vậy lắm. Office nó có cái bay window nè. Mà các bạn biết mà, thời Covid mà lúc nào ai cũng cần cái office ở nhà.
thì có cái phía chống dậy trên lầu 2, nhìn xuống nguyên thấy cái bát do của mình mà nó rất là thoáng, mình rất là thích. Mà cái hallway giống vậy mà những phòng ngủ nó vẫn chia ra vẫn rất là đặc biệt, thì cái kiểu nhà này mình rất là thích, mà có office giống vậy nữa mình là lại thích nữa. Nên nếu mà mình có office giống vậy chắc mình làm 24/7 luôn nha. Nhưng mà ok, bây giờ mình coi những cái phòng ngủ cho các bạn thấy nó lớn cỡ nào. Rồi mời các bạn. Đây là một cái phòng ngủ ở trên lầu. Thì phòng ngủ này các bạn coi nè, đây là một cái phòng guest thôi nha, hay là phòng secondary bedroom thôi, mà nó rất là rộng. Bay window again, cửa sổ rất là nhiều, có nguyên cái bathroom ở đây cho riêng biệt cho phòng này, với lại có closet nữa. Cái cách mà nó build ở đây, các bạn thấy những cái corner mà nó curve á, là kiểu rất là sang. Có speaker built out throughout the whole house as well. So phòng rất là đẹp. Bây giờ là một phòng. Bây giờ mình qua bên kia cái phòng check and chill nha. Mời các bạn. Mình qua đây mình coi hai phòng ngủ bên này các bạn coi nè. Hai phòng ngủ này sẽ share một cái bathroom thì nó gọi là check and chill, mà hai phòng ngủ rất là lớn, nên các bạn qua đây coi hai phòng ngủ nó rất là đẹp. Mời các bạn. Các bạn thấy không? Hai phòng ngủ trên này nữa là rất là rộng, mà cửa sổ cao nữa, mà hai phòng này share một cái bathroom, mà bathroom rất là đẹp nữa. Mà cái phòng này bên này mình rất là thích là nó nằm trước nhà mình đó, nó có nguyên cái tray ceiling nhìn nó rất là đẹp. Mà thường cái nhà lớn á, là secondary bedroom không được lớn giống vậy, nhưng mà nhà này phòng nào phòng đấy rất là rộng. Mà các bạn chưa thấy đâu, xuống basement hai phòng còn lớn hơn nữa. Thôi bây giờ mình coi hai phòng như vậy, bây giờ mình xuống dưới basement cho các bạn coi nha. Rồi mời các bạn. Các bạn nhìn lầu 2 á, khúc này nó rất là sang, giống như mình nói là nó open rail. Nhưng mà giờ muốn coi cho các bạn coi cái bonus room. Cái bonus room thì nó build ở trên cái garage đó, nó rất là rộng. Các bạn quay coi nè, mời. Các bạn coi cái bonus room này nè. Oh my goodness, không biết là các bạn thấy không, đứng rất là xa luôn đó. Huge space. Remember nhà này có 3 garage lận, 3 three car garage. Nên nguyên cái khúc trên này là chỉ là cái bonus room thôi. Nhưng mà vẫn có máy lạnh đàng hoàng. Thì như đâu mình làm để cho con nít chơi cũng này, thật ra mình bỏ cái sân đá banh nhỏ nhỏ cho mấy đứa nhỏ cũng vui lắm á. But again, this is a beautiful, rất là rộng cái bonus room để nó complement nguyên cái lầu 2 này. Ok, bây giờ mình xuống với cái basement nha. Rồi mời các bạn. Các bạn muốn check out cái basement nha. Đây là cầu thang thứ hai, khi mà mình đi lên á thì mình lên cầu thang ở đầu cửa, cầu thang thứ hai là xuống cái phòng khách. Nhưng mình bước xuống đây, mình xuống cái basement luôn. Mà các bạn coi nè, cách nó basement nó build ở đây á, cái rail nó vẫn là rất là open mà nó rất là sáng luôn. Nên mời các bạn xuống coi cái basement nha. Đi xuống đây. Đây các bạn thấy không, vừa bước xuống cái basement của mình á, là nguyên cái phòng giống như phòng khách nữa đi. Thì nó có nguyên cái fireplace đây, bookshelves, không có giống như là basement đó, giống như một cái nhà khác giống vậy. Thì các bạn đi, khi mà tới đây các bạn sẽ thấy. Nhưng mà mình đây là cái phòng khách. Rồi mình bước qua đây có nguyên cái bếp riêng, và hai phòng ngủ dưới này, hai cái bathroom nữa, nên có phòng theater nữa. Thì các bạn trên lầu đó là rộng rồi, xuống đây còn rộng hơn nữa. Mà dưới basement người ta vẫn làm cái detail rất là đẹp, rất là kỹ. Nên cái nhà này đúng là cái custom build nó rất là hay. Rồi bây giờ mình qua đây mình coi cái bếp với phòng khách nha, mời các bạn. Các bạn thấy không, từ cái phòng khách ở dưới basement bước qua đây, nguyên cái space này nó rất là rộng, mà nó chiều sâu, chiều ngang đều rất là rộng nữa. Mà molding này, nguyên cái bếp này, các bạn thấy nguyên cái kitchen này không? Đây là kitchen thứ hai nha. Đây, đó, mình đãi tiệc có bạn bè tới xuống dưới đây chơi rất là thoải mái, rất là yên tĩnh trên lầu nữa. Mà nguyên cái bếp này cũng có pantry, có đầy đủ hết, cabinet rất là đẹp. Bởi vậy mình rất là thích cái kiểu giống vậy. Mình dưới đây cũng có phòng laundry room, rồi hai phòng ngủ với cái movie theater nữa, nhưng mình sẽ bên đó mình coi. Thì các bạn thấy không, cái bếp dưới basement mà họ làm rất là đẹp. Nên ai mà có đãi tiệc đó này, đây là cái nhà mình đãi tiệc, ok? Nhưng mà nhớ đãi tiệc thì nhớ gọi mình. Rồi, đi vào bên kia mình coi. Rồi, basement nào cũng phải có một cái phòng movie theater giống vậy, các bạn thấy không? Người bán họ đã dọn hết những cái theater chair ra hết rồi, nhưng mà screen vẫn còn đây, projector các bạn để ở đây. Nguyên cái phòng này là mình có rạp phim hay là hát karaoke cũng rất là vui, trong khi bạn bè nhậu nhạc ngoài kia cũng được nữa. Có chỗ để bàn pizza, và dưới đây có hai phòng ngủ nữa. Thì rất là nhà này đã đãi khách rất là hay. Bây giờ mình qua coi hai phòng ngủ nó rộng cái nào nha, mời các bạn. Các bạn thấy không, mình đang ở dưới basement nha, nhưng mà cửa sổ rất là sáng sủa, không có feel là dưới basement. Đây là một phòng ngủ, mà phòng ngủ này có check and chill, các bạn nối qua đây bắt các bạn coi nè. Bathroom này người ta mới làm lại rất là đẹp, có shower ở đây. Đây, phòng thứ hai, đây là phòng back against backyard đó. Thì thấy không, dưới basement mà phòng nào phòng đấy rất là rộng rãi. Thì nguyên cái basement floor này là hai phòng ngủ, hai cái bathroom, nguyên cái bếp, movie theater, chỗ pizza, chỗ chơi rất là đầy đủ. Nên cái nhà này cho gia đình lớn rất là hay. Thì gia đình của Mr. Mang là có, you know, John, Jonathan, Evie and grandkids are gonna be staying here. So nhà này nó rất là hợp lý cho một gia đình đông. Thì mình rất là thích. Bây giờ mình lên trên lầu, mình coi cái back deck tí xíu nha. Rồi mời các bạn.
Sao các bạn thấy sao? Nhà quá đẹp đúng không? Nhà rất là đầy đủ, chi tiết rất là hay, cách nó build rất là đẹp. Mà nguyên cái nhà này nằm ngay chỗ cái cul-de-sac nên chỗ này rất là yên tĩnh nữa, bác vô rất là quiet. Imagine có cái hồ bơi dưới này nữa là rất là perfect. Một lần nữa mình là Túy với công ty The Optimally Home. Mình muốn cảm ơn Mr. John and Miss June cho mình cơ hội để giúp gia đình kiếm được một ngôi nhà lý tưởng giống vậy. Tất cả bà con, các anh chị, các bạn, những ai mà có nhu cầu muốn kiếm một ngôi nhà giống vậy thì mình sẽ cố gắng 100% mình sẽ kiếm một ngôi nhà giống vậy cho các bạn. Một lần nữa, mình là Túy với công ty The Optimally Home. Chào các bạn.